Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn qua với các bạn về các cái cách sử dụng cái Oxylo tương tự. Thì đối với cái dòng Oxylo tương tự này thì các bạn có thể nhìn thấy là nó có rất khá nhiều những cái nút ấn ở trên màn hình này. Cái việc sử dụng cái Oxylo tương tự này thì nó có ưu điểm là nó cái chất lượng hiển thị mình cảm thấy ra là nó hơn hẳn cái dòng Oxylo số. Thế đối với bất kỳ một cái Oxylo nào mình có thể nhìn qua thì nó sẽ có hai kênh, thường nó sẽ kế hai kênh, kênh X và kênh Y. Thì mỗi kênh mình sẽ tương ứng với một que đo. Que đo này mình sẽ nhìn thấy đây, đầu này mình sẽ nối xuống đất, đầu này mình sẽ đưa vào đầu tín hiệu. Đây tương tự với que đo này, thế đây đầu này mình sẽ nối đất, cái đầu này sẽ đưa vào đầu tín hiệu. Trên mỗi que đo thì các bạn có thể nhìn thấy này, 1x và 10x. Nếu mà các bạn chọn 1x thì cái biên độ tín hiệu vẫn được giữ nguyên như cũ. Nếu các bạn chọn 10x thì cái biên độ tín hiệu khi hiển thị sẽ bị giảm đi 10 lần. Đấy. Trong trường hợp mà khi mà ta đo những cái tín hiệu lớn thì ta sẽ nên chọn cái thang 10x này. Nếu không sẽ hỏng cái hỏng oxylo. Các bạn có thể nhìn qua một số phím trên trên cái màn hình của nó. Mình sẽ nói qua, đây là cái phím để bật tắt oxylo này. Cái này là cái để chỉnh cái cường độ tín hiệu này. Đấy, độ hiển thị mờ nhạt này, cực độ. Đây là trình độ focus của nó. Đấy, cho bạn nhìn tín hiệu sắc nét hơn. Đấy, phần hiển thị thì bạn bạn quan tâm đến cái việc điện những cái việc điều chỉnh đấy. Còn đây mình sẽ nói đến ba cái nút quan trọng nhất trong cái oscillo. À, tương ứng với đây hai nút vol dip, tức là cái này để mình chỉnh chỉnh cái cường độ, cái độ chia của tín hiệu thật so với cái tín hiệu hiển thị trên oscillo này. Mình phải chọn đúng giải, nếu không thì mình sẽ không bắt được cái tín hiệu hiển thị trên cái màn hình. Thì các bạn có thể thử hiểu vol dip là thế nào. Vol dip ở đây tức là mỗi ô này sẽ tự ứng với bao này, mỗi ô trên màn hình oscillo này sẽ tự ứng với bao nhiêu vol. Đây mình đang chọn là mỗi ô sẽ tự ứng với 5 V này, mỗi ô sẽ tự ứng với 5 V ở đây. Đấy, cái núm này nó còn có một cái núm ở giữa này. Đấy, có một cái núm ở giữa này. Đấy, cái núm này này. Thì cái núm này mình đang xoay ở vị trí 0. Tức là cái này nó sẽ là tinh chỉnh của cái núm vol dip này. Đây, bên này cũng có một cái vol dip này của kênh số 2. Còn đây là việc các bạn sẽ chọn này, hiển thị kênh 1 hay kênh 2 này. Đấy. Còn một cái nữa các bạn cần phải chú ý đó là cái thang tham dip thì cũng tương tự như vol dip, tức là mình sẽ quy ước là bao nhiêu cái ô này sẽ tự ứng với đơn vị thời gian. Đấy. Đã như đây mà mình đã chọn sẽ là 5 mili giây này sẽ tự ứng với một ô. Đấy. Đấy. Bây giờ thì đây ở đây trên trên cái oscillo nó có một cái clip này, nó phải phát ra một cái xung là cái tần số là 50 Hz và 5 V, xung vuông như thế để mình có thể clip được, để mình có thể xem oscillo mình que đo với các thứ nó có chuẩn không. Thì đây mình đang đang thử đây. Các bạn có thể nhìn thấy đây, hai kênh của mình do này mình chọn là biên độ là 5 V thì cái xung phát ra 5 V nó sẽ tương ứng với một chiều cao của nó sẽ tương ứng với một ô đây. Đấy. Độ tín hiệu là 50 Hz thì chỗ này là 5 mili giây, 5 mili giây thì sẽ chu tức là chu kỳ của nó là 5 mili giây, ở đây là 2 ô. 2 ô thì sẽ là 10. 10 mili giây. Đây, chết rồi. 10 mili giây này. Cả chu kỳ của nó sẽ là 40 mili giây. Đây. Từ đây đến đây là một chu kỳ là 40 mili giây, là tương ứng với 50 Hz. Đây mình sẽ sử dụng oscillo, mình sẽ điều chỉnh từ bắt cái tín hiệu này, ví dụ như là bây giờ mình không có gì cả, các bạn nhìn này sẽ không hiển thị gì hết, xoay từ đầu. Đây, mình sẽ bắt tín hiệu oscillo nào. Đây. Đấy, bây giờ mình sẽ bắt đầu đầu tiên là mình sẽ chỉnh thử cái này nó hiển thị này. Này đầu tiên các bạn chỉnh cái tần số này trước để bắt đầu nhìn được cái dạng tín hiệu đó. Sau khi nhìn được cái dạng tín hiệu thì mình bắt đầu có thể chỉnh để
để có thể đấy, tăng cái biên độ tín hiệu lên để mình nhìn cho rõ. Đấy, đây còn một cái nút trigger này các bạn nhớ này, trigger này, cái nút trigger này chính là để bắt tín hiệu này, khi mình bắt được tín hiệu nó sẽ dừng lại như này này. Dừng lại đó, thì cái đó các bạn có thể chỉnh focus này, chỉnh cường độ để mình nhìn cho rõ này. Đây này, đây là cái núm bị chuyển vị trí của cái tín hiệu này để mình nhìn này. Đấy, đó mình sẽ chuyển trái chuyển phải chuyển lên chuyển xuống này. Đấy, mục đích là để mình nhìn cái tín hiệu cho rõ thôi. Đấy, nói chung là việc sử dụng cái oscillo thì nó không không hề khó như mọi người nghĩ. Đấy, quan trọng là mình chỉnh chuẩn này, quan trọng nhất chính là cái vô níp và cái tham níp này. Sau khi mình đã chỉnh được rồi thì mình sẽ sử dụng cái trigger lever này để bắt cái dạng dạng bắt được cái bắt bắt cho cái dạng sóng nó dừng lại, và mình sẽ điều chỉnh lên xuống thì mình quan sát thôi, chủ yếu là để hiển thị dạng sóng cho mình xem thôi. Đấy, ngoài ra nó có hai nút này, các bạn có thể nếu mà cái tín hiệu